Xin chào các em, chúng ta sang bài vào số ID là 002. Bài này là nằm trong phần este vận dụng cao. Hy vọng là chúng ta sẽ rèn luyện nhiều để chúng ta có thể phản xạ tốt những bài kiểu như này trong thời gian ngắn nhất. Ở à, việc đầu tiên là các em thấy luôn bài toán này luôn. À, thầy nhìn thấy những số liệu mà rất rõ ràng. Số liệu nhất là số liệu về gam của hỗn hợp. Gam tổng CO2 và nước các ancol này đều no mạch hở hết. À như vậy kết quả là ốp luôn. Thầy xử lý ancol luôn. Thứ nhất về ancol của thầy. R trung bình OH khi thả vào natri thì hero của thầy tính ra được số mol sẽ bằng 0,165. Và kết quả bảo toàn hero hình động thầy tìm được rượu sẽ bằng 0,33 mol. Đó. Và cái rượu này của thầy nó lại rượu no. Do đó là thầy dồn thành là CH2 và H2O quy đổi đó. Thì số mol nước bằng 0,33. Khối lượng rượu thầy tìm được m của rượu thầy tìm được luôn bằng 15,69 cộng với lại hydro thoát ra là 0,165 x 2. Đó, thì kết quả rượu của thầy tìm ra được nó sẽ bằng 16,02 g. Em cộng luôn đi 15,69 cộng 0,33 16,02 Ok 16,02 gam Các em lấy gam này Các em trừ đi nước và chia cho 14 Thì số mol của CH2 các em tìm được Tương ứng Nó sẽ bằng 0,72 mol 0,72 mol Như vậy thầy xử lý xong phần ancol Bây giờ sẽ quay lại về ester ST của thầy ở đây có khối lượng tổng là 31,5 gram. Như vậy, kết quả ở đây thầy cắt thành OO và CH2. Lý do vì sao thầy cắt thành OO và CH2 bởi vì nó liên quan đến nước và CO2 tổng. Do đó thầy tách riêng C và H ra ngoài, O ra ngoài. Thì cái OO này của thầy bằng số mol của OH. Nó như hộ thầy là trong phản ứng ST thì COO luôn bằng với OH thì kết quả thầy có OH là 0.33 thì lại là 0,33 đặt A và B với C và H2 thầy có những phương trình để tìm ra được nó đó phương trình đầu tiên thầy viết lại phương trình để các em hình dung là phương trình khối lượng các em có là 31,5 thì bằng 0,33 nhân 32 cộng 12A cộng 2B phương trình thứ hai là phương trình tổng khối lượng CO2 và nước vậy 44 nhân với A bảo toàn carbon đó cộng 18 nhân với B bằng 90,54. Sau đó các em đã tìm ra được A và B tương ứng. A các em tìm ra bằng 1,53. B các em tìm ra bằng 1,29. Đó. Như vậy từ đây thầy tìm ra được số mol của hai este. Các em hình dung là thầy sẽ cắt cái COO ra ngoài, nó là 0,33. Và phần còn lại chính là hydrocarbon thì gồm có C và H2. H2 số mol giữ nguyên là 1,29. C các em trừ đi tổng là 1,53 trừ 0,33. Như vậy kết quả nó sẽ bằng là 1,2 mol. Đó. Khi cắt CO ra ngoài, các em chú ý thầy như sau, thầy giả sử thầy mô tả là các em hiểu này. Este thứ nhất là este đói đi. Đây. Thầy cắt CO ra thì phần còn lại của thầy là gốc, gốc là của thầy có 1 pi. Đó, với este thứ 2 là este của thầy là este no COO phải có là CH2 đi. COO COO CH3 CH3. Thầy cắt CO ra ngoài thì phần còn lại của thầy những cái này nối với nhau thì nó chính là ancan tức là pi bằng 0. Như vậy kết quả là từ đây thầy tìm ra được số mol của từng este 1. Este thứ nhất là este đơn chức, este thứ 2 là este 2 chức. Thầy lấy lước Lượng của thầy là 1,29. trừ 1,2 là của CO2 bằng 0,09. Như vậy, STNO 2 trước của thầy là 0,09 mol mà tổng số mol của nó COO thầy là 0,33. Vậy thầy tìm ra được số mol của cái E2 là luôn. Đó, sẽ bằng 0,33. 0,33 em trừ đi 0,09 nhân 2. Đó sẽ bằng 0,15. Như vậy cái este này của thầy là 0,15 mol. Nhưng đề thi không hỏi ST nếu ST đến đây các em chỉ cần ghép là xong. À, biện luận cho C là xong. Nhưng đề thi lại hỏi ancol. Như vậy kết quả các em phải tìm ra ancol. Thầy giả sử cái st 1 của thầy có dạng là R 1COO R2. ST của này là R3COO thầy có là R4 này. Lối tiếp với COO R5. Tức là các em hình dung là có thể thu được tối đa là ba ăn côn 1, 2 và 3 Vì đề thi không hề cho biết muối Mấy muối không hề cho biết mấy ăn côn Do đó chắc chắn là thầy thu được là thu được hai muối thôi Thế còn ancol ăn côn có thể thu được hai ăn côn hoặc ba ăn côn Cao nhất là ba ăn côn Vì R4 có thể chung với R5 Thì các em thu được hai ăn côn Đó Lý do vì sao? Bởi vì bài toán này cho ăn côn đơn chức rồi Thì bắt buộc cái muối là của thầy phải là hai chức như vậy bây giờ tìm ancol tìm kiểu gì bây giờ? Đó. Thì các em có ancol như sau. Ancol số 1 của thầy thầy cho là R2OH. Số mol là 0,15. Ancol số 2 là R4OH. Số mol là 0,09. R5OH là 0,09. Như vậy thầy có là đồng đẳng hóa nó thì thầy có là CH3OH là ancol bé nhất 0,15 C4 thầy có là CH3OH bé nhất cũng là 0,09 ancol CH3OH bé nhất của thầy cũng là 0,09 và thầy có delta CH2 thừa ra sẽ bằng kem lấy tổng là 0,72 trừ đi 0,15 trừ đi 0,09 trừ 0,09 kết quả nó sẽ bằng 0,39 và các em nhìn thấy ngay 0,39 này của thầy Ở đây nó có ba côn khác nhau Có thể khác nhau, có thể hai khác nhau Vì các em nhớ hộ thầy là 0,39 các em có luôn này bằng 0,15 Nhân với 2 Đó Cộng với 0,09 nhân với 1 Như vậy Kết quả các em hình dung là Thằng An Côn cần tìm sẽ là Thằng này gắn 2C vào Vậy là C3H7 OH 0,15. Thằng này gắn 1C vào vậy là C2H5OH 0,09. Thằng này gắn 0C, không có C nào cả. Vậy kết quả thầy có là CH3OH là 0,09. Vậy các em tìm được 3 ancol rồi. Đề thi hỏi rằng khối lượng của ancol có phân tử lớn nhất, vậy các em lấy 0,15 nhân với lại 60, 0,15 nhân 60, kết quả là 9g. Ồ oh, đề thi này không có à Phần trăm A à, hỏi phần trăm rồi Thầy chia chia phần trăm Lấy 9 chia cho mở ngoặc M lớn của nó là bao nhiêu À M lớn tính được rồi M lớn rượu tính được rồi Là 16,02 16,02 Nhân 100 Bằng 56,19 18 56,18 Gần nhất đáp án là D Đó ở đây lúc ấy thầy nhầm là tính khối lượng Rồi đó thầy tính ra 9 gram Để thi hỏi phần trăm cơ Vậy các em chia thầy khối lượng nữa Thì đây là cái bài được gọi là rất là hay Và các em phải xử lý thành thạo Thì bài này các em mới làm không quá 3 phút được Ở đây thầy mô tả các em rất chi tiết để các em hiểu Còn nếu vào phòng thi các em cứ ốp luôn Xử luôn nhá